góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Số đo của góc E và số đo của góc DFB có quan hệ gì với số đo của các cung AMC và BND? Một nhỏ, góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Trong hình 31, góc BEC có đỉnh E nằm bên trong đường tròn tâm O, được gọi là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Ta quy ước rằng mỗi góc có đỉnh ở bên trong đường tròn chắn hai cung, một cung nằm bên trong góc và cung kia nằm bên trong góc đối đỉnh của nó. Trên hình 31, hai cung bị chắn của góc BEC là cung BNC và cung AMD. Định lý: số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn. Câu hỏi 1. Hãy chứng minh định lý trên. Gợi ý: xem hình 32, sử dụng góc ngoài của tam giác chứng minh. Góc BEC bằng số đo của cung BNC cộng số đo của cung AMD tất cả chia 2. Hai nhỏ, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Các góc trên các hình 33, 34, 35 có đặc điểm chung là đỉnh nằm ngoài đường tròn, các cạnh đều có điểm chung với đường tròn, mỗi góc đó được gọi là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Mỗi góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn có hai cung bị chắn, đó là hai cung nằm bên trong góc. Hình 33, 34, 35, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Định lý: số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn. Câu hỏi 2. Hãy chứng minh định lý trên. Gợi ý: sử dụng góc ngoài của tam giác trong 3 trường hợp ở hình 36, 37, 38. Các cung nêu ra dưới hình là những cung bị chắn. Hình vẽ, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Bài tập. Bài tập 36. Cho đường tròn tâm O và hai dây AB, AC, gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC. Đường thẳng M, N cắt dây AB tại E và cắt dây AC tại H. Chứng minh tam giác A, E, H là tam giác cân. Bài tập 37. Cho đường tròn tâm O và hai dây AB, AC bằng nhau. Trên cung nhỏ AC lấy một điểm M, gọi S là giao điểm của AM và BC. Chứng minh góc ASC bằng góc MCA. Bài tập 38. Trên một đường tròn, lấy liên tiếp 3 cung AC, CD, DB, sao cho số đo cung AC bằng số đo cung CD bằng số đo cung DB bằng 60 độ. Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại E. Hai tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau tại T. Chứng minh rằng A. Góc AEB bằng góc BTC. B. CD là tia phân giác của góc BCT. Luyện tập. Bài tập 39. Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn tâm O. Trên cung nhỏ BD lấy một điểm M, tiếp tuyến tại M cắt tia AB ở E, đoạn thẳng CM cắt AB ở S. Chứng minh ES bằng EM. Bài tập 40. Qua điểm S nằm bên ngoài đường tròn tâm O, vẽ tiếp tuyến SA và cắt tuyến SBC của đường tròn. Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D. Chứng minh SA bằng SD. Bài tập 41. Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn tâm O, vẽ hai cắt tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và CM cắt nhau tại một điểm S nằm bên trong đường tròn. Chứng minh góc A cộng góc BSM bằng 2 nhân góc CMN. Bài tập 42. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn P, Q, R theo thứ tự là các điểm chính giữa của các cung bị chắn BC, CA, AB bởi các góc ABC. A.
A, chứng minh AP vuông góc với QR. B, AP cách CR tại Y, chứng minh tam giác CPI là tam giác cân. Bài tập 43. Cho đường tròn tâm O và hai dây cung song song AB, CD. A và C nằm trong cùng nửa mặt phẳng bờ BD. AD cắt BC tại Y, chứng minh góc AOC bằng góc AIC.